đây là vài cái bóng mà đèn tự chế, đèn bàn tự chế. Nếu như một các bạn có một cái đèn bàn như này mà nó bị hư hỏng cái cần này, nếu các bạn sửa được thì các bạn sẽ tận dụng sửa lại thành một cái thay bóng là sửa lại được bàn đèn bàn mới. Và nếu như cái phần này nó bị gãy đi và các bạn không sửa được thì các bạn sẽ chế ra như thế này. Đó. Thì cái đèn này nó như cái đèn này thôi. Nó dài này nhưng mà nó bị gãy cái này rồi. Đó nên tôi chế ra cái đèn như này. Đó. Đó. Các bạn có thể chế nhiều cách khác nhau bằng đèn cho ống nhựa này. Chế nhiều cách khác nhau, nhưng là sau là có được cái đèn bàn chắc chắn như này. Đó. Các bạn phím bấm như này. Sáng này nha. Mà các bạn nào muốn làm khung chiếu sáng thì các bạn sẽ làm khung lại. Không làm đơn giản như này là cũng tốt. Đó. Rất là chắc chắn này, thấy không? Chắc chắn. Đó. Còn đây là một cái kiểu đèn bàn khác. Đèn bàn đây là tận dụng cái quạt. Quạt nó giống như quạt đó, quạt của bàn, cái đế bàn này nó rộng thế này, nó bị hư rồi tôi sửa lại đây. Thì tôi chốt cho xem bản sơ đồ về quạt. Đây là sơ đồ về dây quạt điện. Thì từ nguồn điện đi vào có hai dây lửa và dây pha đi vào đây. Thì một dây nó gắn vào một cái công tắc. Thì công tắc là có 3 tốc độ, 1, 2, 3 và phím tắt. Thì từ cái bàn phím đây có 3 dây đi vào một motor và một dây nữa là thì nó nối với một tụ điện. Đây là tụ điện này. Đó. Nó đi vào motor. Thì và khi chúng ta bật công tắc số 1 thì là đóng điện, là quạt chạy số 1. Chúng ta đóng điện số 2. Đó, thì là hai phím đây không có, chỉ có số 2 chạy thôi, số 3 chạy thôi. Khi mà chúng ta sẽ biến đổi như này. Đó, đây là đây làm chúng ta làm đây là điều chỉnh thế này. Đó, thế này. Đó, nhưng qua điều chỉnh là các có thể kéo lên này. Đó, kéo lên cho gọn này. Kéo lên để sửa. Chỉ còn ra một phím thôi. Đó. Đó là một phím này, đó. Thì cái sơ đồ sẽ đấu dây như thế này. Đi vào đây. Đây là 3 tốc độ đây. Thì có 3 cái dây đi ra, đó. Thì từ cái bàn phím này, từ bàn phím số 1 này, bàn phím số 2, số 3 này, có cái dây đi ra motor. Chúng ta thì chúng ta sẽ ngắt những cái dây vào motor đi, chúng ta sẽ đấu nối vào một bóng đèn đây. Từ phím từ bàn phím số 1 chúng ta đấu một dây vào bóng đèn, phía hạ đấu dây bóng đèn, phía vào đấu dây đèn. Rồi cái dây bên kia ta đấu thêm dây pha vào đây. Đó. Khi chúng ta bật số 1 đóng điện bóng số 1 sáng, chúng ta bật đóng điện số 2 đến số 2 sáng, còn số 3 rồi là 3 sáng. Thay vì 3 tốc độ quạt chạy nhanh chậm vừa thì chúng ta sẽ có 3 bóng đèn, bóng đèn 1 sáng, bóng đèn 2 sáng, hai bóng kia tắt, bóng 3 sáng thì hai bóng còn lại tắt. Đây tôi sẽ các bạn xem này. Này. Đấy. Sáng này, thấy không? Một sáng này. Số 2 sáng này. Số 3 sáng. Tắt. Như thay vì chúng ta bấm vào phím bóng đèn. Mà trường hợp như cái bàn phím này á, bàn phím này nó bị hư hai bàn phím, nó chỉ có một bàn phím dùng được thôi. Thì chúng ta sẽ đấu dây một
đua bóng. Đó, người ta đấu được bóng như này. Chúng ta không cần đấu hai bóng, và đấu được hai bóng là càng tốt. Nếu mà khắc phục được bàn phím thì là đấu hai bóng. Đó. Thì cái bóng này chúng ta sẽ làm cho đèn ngủ này. Đèn ngủ thứ bàn thì chiều nay sáng được. Đó này. Còn đây là bóng nào dùng cho bàn viết này, chúng ta sẽ bàn viết, chúng ta dùng điện thoại viết bàn viết này, chúng ta sẽ dùng bóng bóng này. Chú sáng phía dưới. Chúng ta cần chú sáng xung quanh. Chúng ta xung quanh là chúng ta sẽ dùng bóng trên đây. Thì không chỉ có những đồ dùng cụ như này, quạt, thì bất kỳ một cái thiết bị nào nó bị hư hỏng chúng ta đều có thể sửa chữa thành đèn bàn được. Ví dụ đây chúng ta có một thiết bị nó bị hư hỏng như này, đó, nó không có dây nguồn hết, thì chúng ta sẽ đấu nối từ đây, đấu đây một dây lửa, một dây phao ở đây. Giờ chúng ta sẽ đấu thêm một công tắc ở đây. Đó, như thế là chúng ta sẽ làm ra được một cái đèn bàn. Đó. Trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ có một cái thiết bị gì đó, ví dụ là quạt hay là một thiết bị gì đó, nó chúng ta tháo ra, bên trong nó chập dây như này. Đó. Nó dây nguồn này. Thì chúng ta sẽ tách hai cái dây này ra riêng biệt. Như này đây. Tách hai dây ra riêng biệt. Chúng ta sẽ khắc phục sửa bên trong nó chập dây như này. Chúng ta sẽ tách ra hai dây riêng biệt nhau. Đó. Và chúng ta sẽ bên ngoài chúng ta sẽ làm một công tắc. Như vậy chúng ta sẽ có một cái đèn. Đèn bàn hay đèn treo tường hay bất cứ đèn gì cũng được. Đó. Trường hợp thứ ba, chúng ta có một thiết bị như này. Nó có hai dây nguồn đi vào. Và bên trong nó có nhiều dây như này. Nó có 4 cặp dây luôn. Đó, cái cặp dây này nó cũng chạm dây này. Nó chạm hoặc nó chạm trên đây hoặc nó chạm trên đây. Cái dây đây thì nó tách nó chạm đây, thì chúng ta sẽ tách riêng biệt ra. Chúng ta sẽ cắt hết các đầu dây đi. Chúng ta chỉ trừ lại hai dây thôi. Đó, chúng ta chỉ trừ lại hai dây, một dây lửa và dây pha. Chúng ta đấu bóng đèn. Đến đây, chúng ta sẽ đấu với một công tắc và chúng ta sẽ có một cái đèn bàn hay là đèn treo tường, hay đèn chiếu sáng gì đó. Trường hợp nữa là các bạn có một thiết bị nó cũng hư hỏng, nhưng mà các dây này nó rời tách rời nhau, nó còn tốt. Đó. Nó có cả công tắc nữa, hoặc không có công tắc thì cũng không sao. Không có công tắc thì chúng ta sẽ bắt thêm một công tắc. Mà nếu sẵn có công tắc rồi thì chúng ta chỉ tận dụng thôi. Chúng ta cũng làm như bên đây, chúng ta sẽ cắt hết các đầu dây đi. Cái đầu dây đi. Đó. Và chúng ta sẽ bọc dây băng keo lại. Đó, băng keo lại. Còn nếu như các đầu dây nó tách rời nhau thì chúng ta không cần băng keo làm gì, bởi vì nó nằm ở phía bên trong. Chúng ta chỉ có hai đầu dây thôi, chúng ta sẽ đấu một bóng. Thế là đây, ta làm công tắc. Thế là chúng ta sẽ có một điểm nào. Đó. Chúng ta có thể tự chế đèn bàn bằng các dụng cụ, bằng các vật liệu dễ kiếm, ví dụ bình xà phòng đây hoặc là cái bình can đây, chúng ta vẫn chế được những cái đèn bàn sử dụng. Thì một cái tích can như này, các bạn rửa sạch sẽ đi, các bạn sẽ đục mấy cái lỗ này ra, thì đục mấy lỗ này cũng dễ rồi, các bạn lấy cái kéo nhọn này đục hay là tung tít tung tê bằng khoan lỗ này. Đó. Thì dưới đây bạn cũng khoan cái lỗ, bạn luồn dây vô, bạn khoan hai lỗ nó ngang với nhau dễ luồn dây. Đó. Các bạn thì cách luồn dây vô. Rồi. Thế là tôi đã tiết kiệm thời gian, là tôi đã luồn sẵn dây rồi, thì cắm luôn. Đó. Thì cái này cũng không có gì là khó. Ta sẽ luồn dây. Và các bạn thiết kế một công tắc. Đây. Đây là tôi đã nối sẵn một đầu dây này. Đó. Là mô phỏng các bạn xem. Rồi chúng ta sẽ gắn tí sáng để đi. Đó.
Đó, chúng ta sẽ vít chặt ở đây rồi. Rồi, còn đầu dây nữa. Đầu dây đây, thì chúng ta sẽ đầu dây là đây dây nguội đi vào bóng đèn. Chúng ta sẽ làm tiếp một đoạn dây đây, dây bóng đèn này. Chúng ta sẽ cuốn vô. Hơi lâu này. Ta sẽ ngắt cái đây đây để vô số nhanh. Rồi, rồi đây. Cái này tôi cắt vội vàng, cắt nhầm đáng lý là tôi phải cắt dây đỏ, đúng là dây đỏ này. Dây đỏ là dây lửa đi vào công tác mới đúng này. Làm mô phỏng cái không cảm tưởng được. Rồi. Các bạn nhớ vít chặt lại, vít chặt tôi nó như rớt sinh nhiệt, thế chậm điện, vít chặt, mà chặt vừa thôi, không chặt quá là có thể nứt toát cái ổ cắm, chặt vừa thôi. Rồi, chắc. Rồi, như thế là xong một công tắc, ta sẽ đấu dây vào đây, dây đuôi bóng đèn đây, rồi. Vì đây là dây súp nhỏ, nếu mà các bạn mà cắt kìm thì có dễ bị hao dây. Nếu đứt dây các bạn bật lửa như này là nó luôn luôn còn nguyên vẹn dây. Sau khi chúng ta gọt hết nhiều rồi, chúng ta sẽ đấu dây vô. Các bạn đấu tạm thôi, đấu tạm thôi để thử xem nó có sáng ok không đã. Rồi. Các bạn cũng phải, các bạn lấy dây ni lông ở đây rồi, với dây các bạn băng băng sơn rồi băng sơn tạm thời cho nó cách điện lên thôi để khỏi tránh chập điện giật băng sơn đấy.
rồi để chúng ta thử xem nó có sáng chắc chắn không đã, rồi chúng ta sẽ làm hoàn thiện. Làm được luôn. Đó, sáng này thấy chưa? Đó. Các bạn nhớ cầm lên cẩn thận này, không được chạm vào cái viên này. Chạm vào cái bên là để giật đấy. Cậu tắt vậy. Đắt, rồi tốt. Đó. Đó. Thế là thành công này. Rồi chúng ta sẽ rút điện ra. Các bạn nhớ phải rút phím điện ra nhá. Các bạn để phím điện mà thao tác mà cuốn dây này là giật chết người đó. Các bạn phải nhớ rút phím điện ra. Các bạn phải rút phím điện cái sát này này. Đó là nhớ là phím điện ra. Rồi. Ta sẽ có một kèo này. Chúng ta sẽ cuốn chắc lại. Nếu như các bạn cuốn chắc ở đây và các bạn kêu băng keo kỹ vào, nếu như các bạn thử mà nó không sáng thì rất là mất thời gian, các bạn phải tháo ra, rất mất thời giờ. Đó, các bạn. Cái này tôi vội làm mô phỏng của đám lý ra nào. Là cuốn dây ni lông. Ni lông để gỡ ra một cách nhanh chóng. Sẽ cho nó vào đây. Các bạn cứ cho dài dây ra sau này dễ sửa chữa. Quá thì các bạn hơ lửa. Này, bạn sẽ hơ lửa này. Nhớ tránh dây, hơ lửa đây cho nó. Bèm mất rồi. Đó, như thế là chắc chắn là các bạn này. Đó rồi. Rồi chúng ta sẽ vít cái công tắc lại. Rồi. Vít công tắc rồi. Các bạn tìm hai con vít nhỏ này này, chứ còn vít ngắn là các bạn sẽ không vít được, tại bằng vít vào nhựa mà. Nó không lối vào vít khoan vào nhựa mà. Đó. Mà là canh cho nó chính giữa này. Các bạn vít từ từ thôi mà không nên ấn mạnh mà
quán cũng nhựa, đi từ từ thôi. Vít hai con để từ từ. Nó đâm xuyên vào cái nhựa bên dưới này. Đó, nó xa nó quay khuôn mặt. Rồi bạn. Rồi. Chưa xuống giờ mà cho nó xuống. Càng nới ra tí cho nó. Rồi, nó có lỗ rồi đó, là phải vít xuống. Rồi, thế là xong rồi. Đó, các bạn có cái đèn bàn này, thấy chưa? Vẫn dày thôi. Dày nữa. Dày nó không quan trọng. Đó, thấy chưa? Tắt này. Đó. Bàn này. Đó, thế là nó chế ra cái đèn bàn này. Nó khá là thẩm mỹ này. Các bạn thích khung các bạn chế ra cái khung xuống như thế. Đó. Thì bất cứ cái đồ gì các bạn có thể chế được, bạn có thể dùng cái bình này cũng được, các bạn chế cũng được. Hoặc cái bình nào các bạn chế cũng được, các bạn sẽ đổi tác đây. Các bạn có thể không có dùng công tắc nổi, các bạn dùng công tắc điện âm tường. Điện âm tường thì nó nhỏ hơn, còn hơn. Cũng tốt, đó. Đây à, chắc chắn này, đây à. Không có rời điếc hết này. Cố định chắc chắn, nhẹ các bạn ạ. Cái nhựa nó nhẹ. Không có gì khó cả, các bạn đam mê là các bạn làm được hết.